nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Buông ra ngay, quân khốn nạn. Anh Hải, em có sao không? Mai là anh về kịp đó. Hắn là chủ ghe bầu đang đậu ngoài mé sông, hắn lợi dụng nhà thật của anh, hắn định... Thằng khốn nạn, mày không trốn được đâu. Anh ở đây giữ hắn lại, để em chạy vô làng cho bà con hay. Ăn được thì ăn, không được thì thằng này cũng có gan đạp đổ. Vợ chồng tụi bay tưởng tao sẽ trốn à? Không, tao đâu có bỏ cái ghe bầu của tao được. Mày định làm liều hả? Coi chừng anh. Ê, không có máu làm liều, tao đâu có vô đây mày. Thằng đúng mà, từ lúc này mà chưa nhanh chân chạy trốn nữa sao? Hay là mày đợi cả làng đến đây trói cái đầu mày lại? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng tao không thể bỏ trốn. Vì như vậy sẽ mất cái ghe bầu, chắc chắn vợ chồng mày sẽ chẳng để yên. Sẽ báo với làng giữ ghe tao lại để truy tìm. Sự thể nó như vậy để muốn cho em chuyện. Vợ chồng mày phải theo tao trốn xuống suối vàng. Mày quá là đã mất hết tính người, vợ trò vô đạo rồi còn muốn giết người giấu che. Như vậy thì tao mới ngăn ngừa hậu hoạn. Cũng tại mày sao quay lại quá bất ngờ, khiến tao bị đẩy đến bước đường cùng. Bây giờ có chết thì cũng đừng quán trách tao. Thí, em chạy đi, để mặc anh thôi. Trời ơi, có ai giúp cho vợ chồng tôi không? Có ai không? Chết nè. Thí, em chạy đi, chạy nhanh lên đi. Tao giết mày. Thủy, mày giết vợ tao, tao giết mày. Anh không phải. Thủy, trời ơi. Anh, đừng đi anh ơi, em đau lắm. Trời ơi, máu ra nhiều quá. Thủy. Anh Hải ơi, chắc số phận em bạc mệnh không nên duyên nợ không tròn. Thủy, hạnh phúc chẳng bao ngày, em ơi nay đã phải xa nhau. Không, Thủy ơi, em đừng chết bỏ anh, mình đã Thủy ơi, Thủy ơi, ráng lên đi em, để anh đưa em vào làng cứu chữa. Anh Hải. Em ơi. Anh Hải ơi, đặt em xuống đi. Em thấy sao rồi? Em đau quá. Thủy ơi. Em không chịu nổi nữa đâu anh ơi. Thủy ơi. Hải ơi. Thủy. Được làm vợ anh dù chỉ một ngày, em cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Em ơi, huống chi hai ta đã chung sống bên nhau suốt mấy năm trường. Thủy ơi, Thủy. Nếu phải chết chắc hồn em khó được anh. Em ơi, mà vì lo lắng cho chồng phải sống cảnh lỏng hiu. Em ơi, rồi đây ai sẽ lo cho anh từng giấc ngủ bữa cơm, ai san sẻ cùng anh nỗi buồn túng thiếu. Rồi đến khi mưa dầm tháng bảy, ai thức cùng anh đêm tiếng mưa
đâu, em sẽ sống với anh mà. Để anh đưa em vào làng, người ta sẽ cứu em mà. Em không có sao đâu Thủy ơi. Đừng, hãy để em được tựa vào vòng tay anh thế này, để kéo dài thêm giây phút em gần anh. Thủy, Thủy ơi, vợ chồng ta chưa làm điều thất nghi đức, mà sao trời buộc ta phải gánh đau sầu. Tình duyên đang tỏa hương yêu sao tan trắng vắng màng. Mất em rồi anh còn gì lẽ sống, mà sống đi làm gì khi tiêu bạc tình. Cánh chim chiều còn sợ lẻ loi, khi băng qua sông rộng còn tìm nhau cho đủ đôi đủ cặp. Còn đôi ta như chim liền cánh, sao cần anh lưu giữ lại kỷ niệm trong tim, chứ không muốn anh phải đồng hành cùng đau khổ. Số phận em hầm hiu đành cam chịu, chỉ cầu mong cho anh được hạnh phúc sau này. Không, Thủy ơi, em phải sống với anh Thủy ơi. Anh Hải, em thương anh nhiều lắm. Anh biết Thủy ơi. Thủy, Thủy, Thủy ơi, trời ơi, Thủy ơi, Thủy ơi, Thủy ơi. Hả? Hả? Kiểm tra đó. Vì ghen tuông mà nó giết vợ nó đó. Anh Hải, có phải như vậy không? Tôi nói bà con nghe, tôi có phải mà. Tôi ghé nhà nó hỏi mua heo, không có nó ở nhà. Khi nó về nó thấy vợ nó với tôi trong nhà, nó nổi cơn ghen không phân biệt phải trái, lấy mát chém tùm lum mà. May mà tôi nhanh chân chạy kịp, còn vợ nó chậm chân nó bị chém chết đó trời ơi. May, may. Dừng lại. Trời ơi, nó chém tôi kìa. Cứu tôi bà con ơi, cứu tôi. Giữ chặt lại. Giữ lại. Buông tay ra. Thật đúng là nham hiểm mà. Đã hai người còn du oan giá họa nữa. Vì tin lời hắn, người ta bắt giữ cháu. Cháu quá uất ức khi kẻ hại vợ mình lại ung dung, nên cháu tìm cách bỏ trốn. Họ mới đuổi theo lùng bắt như bác đã biết đó. Thôi cậu cũng đừng buồn nữa, ông trời cũng công bằng lắm. Rồi đây những kẻ gian ác cũng không yên ổn được lâu đâu. Bác lại ho rồi. Thôi bác nằm nghỉ đi cho nó khỏe. Tôi đi nằm một chút nha. Cơm chín rồi, anh ăn cơm bây giờ luôn chứ? Cô dọn ra đi. Tôi thấy anh ăn cơm ít lắm đó. Bữa nay có cá bóng kho tiêu, ăn nhiều một chút cho có sức hả? Cá bóng kho tiêu. Anh sao vậy? Nhìn món cá bóng kho tiêu này, tôi nhớ đến vợ tôi. Vợ chồng nghèo, mỗi bữa ăn thường chỉ có cá kho rau sống. Vợ tôi chưa một lần được mặc đẹp ăn ngon. Suốt tháng
tôi ngã bệnh đơn, liệt nghi chiếu liệt nghi giường, mà tiền trong nghi nhà không còn một cách. Giờ tôi phải lội ven bờ, bắt cá bóng khó tiêu, ăn miếng cá bóng nghe khó tiêu, mà lòng nghe tôi như ai sẽ ai cào. Nhìn bà mà nước mắt nghe tôi không sao cầm được. Biết hoàn cảnh của anh rồi tôi hoàn toàn cảm thông, nhưng nếu như nỗi u hoài anh luôn mang nặng thì sức khỏe sẽ mau chóng hao mòn. Làm sao đủ sức để rửa mối hoàn tình? Ráng ăn cơm đi anh. Lúc này cha con tôi đang trông cậy vào sự giúp đỡ của anh mà. Cô đừng nói vậy. Chính tôi mới là người mang ơn cha con cô mà. Thôi, anh ăn cơm đi. Vâng, cảm ơn cô. Bác Tư, bác Tư, bác sao vậy bác Tư? Trời ơi, bác lại trở bệnh nữa rồi. Để cháu chạy đi tìm thầy thuốc nha. Đừng, tôi biết bệnh của tôi mà. Con Hà đâu rồi cậu? Dạ, cổ đi lên chợ rồi bác. Chắc cổ sẽ về liền thôi. Bác nằm đây đi, để cháu lên bờ tìm thầy thuốc, chứ để lâu nguy hiểm lắm á. Cậu Hà. Dạ. Đừng mất công thêm nữa. Bác Tư à, tôi biết sức tôi mà. Tôi như một nhánh cây khô, đã tàn, không thể sống lại được. Dù ra không tươi nước cũng chẳng được xanh tươi. Tôi biết mình hôm nay đã đến lúc từ giá đời. Bác Tư đừng nói vậy. Trước khi xa lìa dương thế, bác Tư, tôi có đôi lời xin cầu, hãy nói vui cho đứa con gái lạ lòng. Thân nói chờ côi cút trong kiếp sống tha phương, nếu không được đỡ nâng thì cách sau cánh mưa gió dập dùi. Bạn Tư ơi, cháu xin cúi đầu tạ lỗi vì cháu xin cậu hứa với tôi lần cuối, cho tôi yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Bác Tư ơi, nguyện của bác trọn đời con xin ghi.
dù có trải thân trong phong ba bão tố, con cũng quyết tâm che chở cho tình cờ. Nhưng tấm lòng của bác rộng lượng bao dung, không quan trách kẻ đã gây nên tội. Những ngày qua bác là ngọn lửa sưởi ấm con tim bằng giá đau sầu. Chỉ có bác là người tin cháu, không nhìn cháu như một kẻ sát nhân. Điều đó giúp cháu bớt tuổi thân đơn độc. Câu là khổ tốt từ bên ngoài có phụ luật trong riêng, vẫn không thể làm họ nhân cách. Vì vậy tôi mới mở lòng thi thác, mong cậu giúp dùng được con trai của tôi. Cháu sẽ giúp cho Hà qua chẳng gian nan, đến khi nào cô ấy tìm được bên thì lúc đó cháu mới ra đi theo đường mình đã chọn. Bác hãy vững tin lời cháu hứa, được cậu hứa chở che cho đứa con cùng mến. Tôi ra đi cũng được yên lòng. Bác Tư, bác hãy gắng gượng lên thêm đi lát, để chờ Hà về gặp mặt. Chắc bác phải ra đi không còn kịp gặp lần cuối gương mặt đứa con yêu. Bác Tư, bác thương ơn cháu. Hãy
sau này làm sao con tìm được hài cốt của ba? Bình tĩnh đi cô. Bây giờ cô hãy nghe tôi, cố gắng làm tròn ước nguyện của bác tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cho cô được số vốn để thay đổi cuộc đời. Cô sẽ không còn phải theo dòng đời lên đến, quên tuổi xuân, quên niềm ước mơ. Màn sương sớm dương mai đầu, mi sẽ buồn, má hồng phai thắm. Đời cô còn sáng trong, hãy cố dương đến bờ ấm êm. Nhưng biết bên nào bình yên, khi bước chân phong trần, bốn phương chỉ thấy màn đêm. Bờ dù còn xa xăm, hãy cố đăng chớ giờ gian tay chèo, mộng đẹp tương lai sẽ đến nay mai. Mong ước đời tôi như cánh diều dưới đất trôi trong gió chiều bay lững lờ. Cô hãy nghe lời tôi, hãy cố mà tin vào tương lai theo lời ba cô đã dạy. Thôi, mình xuống xuồng đi cô. Ba, nghe lời tôi đi mà. Lại ba, cùng đi. Bộ em chưa ăn cơm sao? Thì đợi về cùng ăn cho vui chứ bộ.
Đây nè, tiền bán củi nè, em cất đi. Hồi nãy em đã nhắc anh nhớ mua cho anh bộ đồ mới, sao anh không chịu mua? Đồ anh rách hết rồi đó. Thôi khỏi, đồ anh còn mặc được mà. À, quên nữa, Hà nè, ban nãy khi anh lên bờ, tình cờ gặp một người quen, người đó là người cùng làng với anh, nhưng lấy chồng xa xứ lâu rồi. Chắc mừng lắm hả anh? À, hiện nay cửa nhà đang hiu quạnh, vì lấy chồng mà không sanh con được. Bà thím đó đang hành nghề giá mai, anh ngỏ ý muốn gửi gắm em, biết hoàn cảnh bà ấy đã nhận lời. Anh muốn sao? Anh muốn nói rằng kể từ nay em vĩnh viễn rời xa chiếc xuồng bồng bềnh trôi nổi. Họ là người hiền lương sẽ giúp đời em thay đổi, nhưng em không muốn rời xa chiếc xuồng này kỷ niệm mến thương. Hà, nghe nói nè, em phải lên bờ tạo dựng một đời sống mới. Bà thím đó là người rất đàng hoàng chân thật, ở với thím em sẽ học được nghề mai, và sau này người ta còn giúp em tạo dựng một gia đình nữa. Như vậy em mới làm tròn ước nguyện của ba em. Còn anh? Anh thì kiếp gió sương phải quay về cùng với sương gió. Anh xin mượn chiếc xuồng này để trôi theo con nước lớn nước rầm. Anh Hải, đường đi trong muôn đời như tan hợp hợp tan, anh chúng em mai này luôn ngập tràn niềm vui. Nhưng anh với em nếu tan ra thì biết bao giờ gặp lại. Chứ anh ra đi chắc mãi mãi không về. Hơn một năm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ vui buồn, nếu không có anh chắc em đã gieo mình xuống nước cho bao nỗi buồn chìm lặng dưới đáy sông. Một tay anh đùm bọc chở che, vừa lo lắng cho em những khi em đau ốm. Chính anh đã khơi nguồn sự sống, giúp em tin cuộc đời này vẫn còn lối vào hạnh phúc. Giờ đây ngưỡng cửa hạnh phúc đã mở ra trước mắt em. Em hãy bước vào đi, đừng ngại ngùng chi nữa. Nhưng chân em đã đặt lên bờ, mà chân anh còn ở dưới nước, thì làm sao em yên lòng được chứ? Hà ơi, cảm ơn em đã nghĩ đến anh. Nhưng em là thân gái thì chiếc xuồng con không thể là nơi cho em nương tựa đời. Dịp mai không thể đến hai lần, chỉ cần sau này trong mái nhà ấm cúng, em đừng quên như ngày lặng lội gieo neo. Làm sao em quên được những khi nước mắt đông đầy, anh phải thức suốt đêm ngồi an ủi. Em không thể là cánh lục bình trôi mãi
em phải quay về với hoa bồng vườn xuân. Anh Hải, thu xếp đi em, rồi anh đưa em đi. Nghe lời anh đi mà. Dạ. Anh Hải à, đây là số tiền mà mình dành dụm được. Anh cất đi, để phòng thân hả? Thôi, số tiền này em cứ giữ làm vốn, đừng lo cho anh. Anh chỉ cần làm một buổi là có củi bán, có tiền xài rồi. Giữ đi. À kìa, Thiên Mấy đã đến đón em rồi kìa. Đi đi, đi đi em. Tại sao em lại chạy theo anh? Anh Hải, em không thể xa anh. Đêm nay đom đóm văn đèn như là mở hội,
mừng cho đôi ta kết mối duyên lành. Một đám cưới nghèo xác xơ, không có rượu mừng, không có hoa và không áo cưới. Xin lễ anh trao chỉ có lời hẹn thề sắc son. Bỏ hết quán thù sao? Hà ơi, mối hận kia vẫn còn in hằn trong tâm trí, nhưng lẽ đâu anh mãi chạy theo thù oán, để cho em xanh xao trong kiếp phong trần. Vợ của anh ở cõi xa xăm, chắc cũng thấu hiểu lòng anh mà chấp thuận. Kể từ ngày mai chiếc xuồng không còn lạc lõng, sau mỗi chuyến đi đã có lối quay về. Lời của người bạn thân nghe sao thiết tha êm đềm, năm tháng sao đành quên. Bình minh sẽ sang soi sau khi giông tố phủ lên đầu hai đứa. Em cũng mong như vậy. Hải ơi, em như đã thi mái tranh nghèo hồng biết lừa. Trong khói lam chiều rộn tiếng cười con trẻ, bên đôi vợ chồng bên chết yêu thương. Hà, em là vợ của anh, là vợ của anh mãi mãi nghe em. Anh Hải. Hà, vợ của anh. Anh ơi, dậy đi, sáng lắm rồi đó. Trời ơi, còn ngủ nướng nữa hả? Ơi, dậy rồi nè bà xã ơi. Ê, ăn nói gì kỳ cục vậy? Thì mình đã là vợ chồng thì anh phải kêu em bằng bà xã chứ.
Mai mốt em còn lên chức nữa đó. Lên chức gì? Thì là má ăn cu ti chứ chức gì nữa. Quỷ anh à. Nè, em chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu hành trình đi vào cuộc sống mới nghe em. Đứng yên, bắt lấy nó. Ê, mày tưởng tội phạm sát nhân là bỏ trốn dễ dàng hay sao mày? Chạy nó đi. Đi. Không, không, tôi quan mà. Anh hả ơi, không, chồng tôi không có tội mà. Tôi lại các người, làm bắn thả chồng tôi ra. Anh hả ơi. Anh ra, muốn chết chung với nó hả? Đi. Anh hả ơi. Hả ơi, đừng theo anh, ráng chờ anh. Anh sẽ về với em mà. Anh ơi. Anh sẽ về với em. Anh sẽ về với em à ơi. Anh ơi. Ai nỡ cách nhà chia nhịp cầu duyên. Kiếp cho kẻ vương. Này lễ thăm tuôn. Này kia kìa, ở đó có người mua đó. Dạ, cảm ơn dì. Cô ơi, cô sao vậy nè? Bộ trúng gió hả? Dạ, cháu cũng không hiểu tại sao nữa. Tự nhiên cả tháng nay cháu cứ khó chịu trong người, rồi cái muốn ói hoài à. Đâu, đưa mặt đây cho tôi coi coi. Nè, có chồng chưa? Dạ có rồi. Bệnh của cháu là bệnh gì vậy dì? Cô không có bệnh gì hết á. Cô về cô báo tin cho chồng cô mừng đi.
cô có bầu rồi đó. Hả? Con có bầu? Ừ. Thật hả gì? Nè, bộ mới có lần đầu phải không? Hèn chi chưa có kinh nghiệm gì hết. Thể có bầu á là thường hay hôi cơm tanh cá như vậy đó. Thôi, dì đi nghe. Dạ. Bàng hoàng lo sợ. Hỡi ơi, em biết tính sao đây? Khi thân em còn lông đông trôi dạt giữa sông buồn, thì kết nào em nuôi dạy con thơ, đưa con ra đời theo dánh tình cha. Còn mẹ thì không đủ sức chở che. Tha lỗi cho em phải đành xa đứa con mình. Đời em đã quá nhiều giông tố, đâu nỡ để buông thờ dướng vào kiếp đau thương. Cho mẹ, anh Hải ơi, giờ này anh ở đâu? Anh có biết là em cố gắng chừng nào không? Cô muốn mua gì đó cô? Dạ. Cô vô đây đi. Dạ. Tôi. Cô muốn hút thuốc trị bệnh gì vậy? Dạ thưa ông, tôi muốn. Ủa, sao lạ vậy? Nè cô, cớ sao cô đây ngần ngại? Hút thuốc thì cô cứ nói lại. Tiệm tôi chẳng có thiếu thuốc chi. Chỉ đủ cả thiên thời bả chứng. Giờ cô đây muốn hút loại thuốc gì? Cả vùng này chỉ có tiệm thuốc. Cô đến đây rồi thì nên nói rõ để tôi giúp cô giữ chức bình thình. Dạ tôi cảm ơn ông, nhưng tôi sợ không có đủ tiền. Đừng có lo, làm nghề thầy thuốc phải biết giúp người hoạn nạn. Cô ở xa đến đây là đã công khó, nếu thiếu chút đỉnh tôi cũng giúp luôn cho. Ngồi xuống đây đi, ngồi đây. Nhìn mặt cô xanh xao quá. Đưa tay đây, tôi xem mạch giùm cho. À, cô đang có thai phải không? Dạ, được mấy tháng rồi. Vì có thai, cô lại làm việc nhiều, ăn uống ít chất bổ dưỡng, sức khỏe sút giảm, thần sắc xanh xao. Được rồi, để tôi bổ cho cô vài tháng thuốc dưỡng thai. Cô chịu khó sắc uống cho đều sẽ phục sức ngay. Dạ, tôi không cần thuốc dưỡng thai. Không được đâu, cô có dùng thuốc dưỡng thai, sau này con cô ra đời mới khỏe mạnh được chứ.
Dạ thưa ông, tôi xin ông giúp giùm tôi một trang thuốc phá thai. Phá thai? Cô muốn phá thai? Dạ. Tôi không muốn đứa bé ra đời. Không phải tôi không biết thương đứa con đang tưởng hình trong bụng, nhưng hiện giờ tôi là kẻ tư cô vô thân không cửa không. Biết đâu trong bóng đêm buồn, nó như ánh lửa dịu dàng an ủi bao sầu bi. Xin ông hãy giúp giúp tôi. Tôi không thể có con trong lúc này được. Một đứa trẻ không có cha lại ra đời trên chiếc xuồng mục nát, thì cuộc đời nó sẽ ra sao? Chắc chắn nó phải sống cuộc đời khốn khổ. Tôi biết khi quyết định từ chối đứa con, lòng cô dâng tràn sự đớn đau và cay đắng. Cô hay thương con bằng chính nỗi lòng của người mẹ. Cô muốn hút thuốc gì tôi hút thuốc đó cho cô. Tôi chỉ mong cô cho tôi nói một lời cuối cùng này thôi. Dạ, xin ông cứ nói. Hiện nay cô coi đứa con như một gánh nặng, cô muốn dứt bỏ gánh nặng đó. Nhưng cô nên nhớ rằng trên đời này không phải bất cứ gánh nặng nào cũng dứt bỏ cả. Có những gánh nặng ta chấp nhận gánh chịu dù có mỏi mòn, có khi đến hơi thở cuối cùng, như phải phụng dưỡng người cha hay người mẹ bệnh hoạn triền miên. Gánh nặng đó không được phép dứt bỏ. Nếu như trước đây vì sự nghèo khổ cha mẹ cô từ chối không để cho cô ra đời thì sao? Thôi, tôi nói hết rồi. Chỉ mong cô làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sóng gió cuộc đời đầy dẫy, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng để phải hối tiếc sau này một điều gì cả. Đây, thuốc của cô đây. Ông cho tôi gửi tiền. Thôi, coi như thang thuốc này tôi biếu cô đó. Tôi không dám nhận đâu. Tôi biếu cô để nếu như sau cùng cô không uống mà đổ đi, cô cũng không tiếc tiền mua. Cầm đi. Còn đây, tôi biếu cô thêm một thang thuốc nữa. Đó là thuốc dưỡng thai. Nếu cô thương con, muốn giữ nó lại để nuôi nấng hữu hỷ sớm hơn, thì cô uống thêm thang thuốc này rất tốt. Đó, hiện giờ trong tay cô hai thang thuốc, sanh và tử, tùy cô. Tôi cảm ơn ông. Thank you.
chưa thấy được mặt cô, chưa ấp yêu cũng được vào lòng, chưa đặt cho con được tên gọi. Vậy mà bây giờ mẹ phải xa con. Trời ơi, có phải tôi đang giết con tôi không? Sông dài trăm ngà tôi xuôi, em xuôi ra biển hay xuôi lên nguồn. Em như chiếc lá trên dòng, biển thì anh nhắn mây chiều nay gửi tới em mây, tuy cách ngang xa vời nhưng tình mình vẫn luôn đầy vơi. Trong xót xa đoà đài biết đường nào để đi tìm chưa
dòng sông ngày nào hai đứa bên nhau, nếu như ngày nào còn vui thì tình còn nắng sông anh dân đi tìm. Dù hình bóng vẫn còn mịt mờ bên kia tầm mắt, nhưng em vẫn hy vọng mình còn gặp lại nhau. Nhưng mai này gặp lại anh, khi biết em đã bỏ rơi giọt máu thâm tình, anh có buồn em không? Cô nên nhớ rằng trên đời này không phải bất cứ gánh nặng nào cũng dứt bỏ được cả. Sóng gió cuộc đời thì đầy dẫy, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng để phải hối tiếc sau này điều gì cả. Anh Hải, có lẽ ông thầy thuốc nói đúng. Vâng, em sẽ giữ lại đứa con của anh, dù phải trải qua bao cực khổ. Con ơi, mẹ sẽ cố nuôi dưỡng con, để sau này khi cha con trở lại, lúc đó hạnh phúc chắc sẽ bội phần sung sướng. Đúng rồi, ngày cha mẹ trùng phùng phải có mặt của con chứ. Con là sự minh chứng lòng chung thủy của mẹ mà. Anh Hải, kể từ nay không phải chỉ có một mình em chờ đợi anh, mà còn có con của chúng mình chờ đợi nữa. Hãy ráng sống, ráng sống đi gặp nhau nha anh. Cùng với em sẽ sống, sống cho đến khi nào gặp được chồng mình. Con của mẹ, con sẽ ở bên mẹ để chờ đợi ba con phải không? Ủa, ai vậy kìa? Anh á, ồ không phải, có phải chú Thiện xã trưởng đó không? Dạ, dạ đúng rồi. Chà, bà chính lớn tuổi mà mắt còn tỏ ghê vậy đó. Tỏ thì đâu có còn tỏ, nhưng mà thấy cái dáng của chú là tôi nhận ra liền à. Chỉ có chú mới chịu khó đi tuần mà vô múc ở trong chỗ quan vắng này đó chứ. Đâu phải cháu đi tuần mà cháu đi săn đó chứ. Ủa, chú đi săn hả? Săn chó hả? Săn gì? Dạ, cháu có nghe một số người đi ghe ngang qua đây, họ nói là họ có gặp mấy con cá sấu ẩn trong bụi lùm, đợi khi trời tối mới ra kiếm mồi. Cháu sợ xuồng ghe suy ngược bán buôn đêm tối đi ngang, bị nó giết hại nên cháu không ngại lùng sục nơi đây suốt mấy hôm nay. Ôi hơi đâu chú để ý lời người ta đồn, tôi ở đây từ hồi năm nào có thấy gì, mà nếu có chăng thì chẳng có gì chú phải đáng lo. Theo như tôi kinh nghiệm thì con người mới đáng sợ, chứ không có con chi làm khổ được người ta. Nói vậy thì theo bà, cá sấu không có đáng sợ sao à? Vậy thì theo ý chú vậy chứ cá sấu nó đáng sợ ở cái chỗ nào đâu? Dạ, cá sấu nó to lớn, nó xấu xí, răng của nó thì nhọn.
có thể xé thịt người ta dễ dàng lắm. Trời ơi, con cá sấu nó to lớn xấu xí răng nhọn như vậy rồi tôi sợ sao? Tôi thấy nó không đáng sợ. Đáng sợ chăng là những người bất nhân bất nghĩa hay tham lam cướp của giết người. Những kẻ đó nó không có răng nhọn, nhưng nó có thể xé xác người ta không thương tiếc nữa kìa chú. Tôi nói chú nghe vậy tôi thấy làm sao, đúng không? Dạ, bà Chính nói cũng đúng. Nói vậy chứ, dân mà có được một xã trưởng biết lo lắng như chú đây thì cũng là may mắn lắm rồi đó. Dạ, đó là bổn phận của cháu mà bà Chính. Dạ thôi cháu về, trời sắp tối rồi. À, thôi chú về mạnh giỏi. Ý xuồng của ai trâu vậy cả? Hả? Hình như trên xuồng làm như có người ta vậy. Chú Thiện, chú Thiện ơi, dạ. Giúp tôi một tay chú Thiện ơi. Dạ, dạ. Trả lời. Dạ, chuyện gì vậy bà Chính? Chú coi chú kéo giùm tôi chiếc xuồng vô bờ giùm đi. Làm như trên xuồng có ai, có ai ở trên xuồng á. Dạ được rồi, để cháu. Ủa, cô ơi, cô ở đâu mà tới đây vậy nè? Trời ơi, đàn bà con gái, có một mình anh vậy nè. Bà Chính ơi. Ôi. Bà Chính ơi, bà tới đây lẹ lẹ lên chút xíu nè, bà Chính ơi. Đâu, tôi tới liền. Cái gì đó? Bà Chính, bà coi cổ sao vậy nè, nằm im ru à. Để đó, để tôi coi. Trời ơi, cổ xỉu rồi. Chú ơi chú. Dạ. Chú bồng cổ vô nhà liền đi, để tôi cạo gió cho cổ. Mà nè, cẩn thận nha. Dạ dạ. Người ta có chữa đó, bụng lớn trình hình rồi đó. Trời ơi, đàn bà có bầu mà đi đâu một mình cho khổ vậy nè. Trời ơi, hỏi rồi ai trả lời, bồng vô liền đi. Dạ. Ở đâu mà than hoài lẻ lẻ lên. Xuồng của tôi đâu? Bà Chính, cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi bà Chính ơi. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Dạ. Cô ơi, cô tỉnh rồi phải không cô? Nãy giờ cô làm tôi sợ muốn chết à. Đừng có lo gì hết á. Chiếc xuồng của cô hiện giờ nó ở cái sông. Cứ yên tâm đi, yên tâm nó vẫn còn nguyên. Nếu tỉnh rồi thì cho tôi hỏi, cô ở đâu mà lạc tới đây, đến nỗi phải bất tỉnh mê mê. Dạ, xuồng cháu bị trôi dòng nước ngược, cháu cố chống để đẩy xuồng ra, nhưng vì cháu quá yếu mà nước thì quá mạnh, nên hồi lâu cháu đây kiểm sinh, mặc cho nước cuốn đến nơi này. Cô à, nhà cô ở đâu tôi sẽ. Vậy thì chồng của cô chắc đang rất lo âu á. Chồng của tôi đã lâm bệnh qua đời, chỉ còn tôi với chiếc xuồng và đứa bé đang chờ ngày sanh. À, thì ra chồng của cô đã mất rồi à. Dạ, anh mất mà không kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng. Tội nghiệp quá, bụng mang dạ chữa như vậy mà có một thân một mình à. Cô à, cô được mấy tháng rồi? Dạ, cũng gần 9 tháng. À, vậy thì cũng sắp đến ngày sanh nở rồi đó nha. Cô cần phải cẩn thận nhiều hơn đó. Dạ, cháu cảm ơn sự giúp đỡ của bà và anh đây. Bây giờ, cháu xin phép, cháu xuống xuồng đây đi. Khoan đã, cô nghe tôi nói nè. Mặt. À, quên nữa, cô cho tôi biết cô tên gì? Dạ, cháu tên Hà. À, cô Hà nè, chỉ có mấy bữa nữa là cô đến ngày sanh nở rồi đó. Nếu nhầm vào ban đêm, ở chỗ vắng người cô đau bụng thình lình, vậy thì rất nguy cho cô và đứa bé đây. Dạ, và được bác giúp cháu mang
ơi bác Lâm, nhưng đâu dám làm bác bận tâm hơn nữa. Tôi chỉ có một mình, nếu thêm con nữa thì chắc nhà càng thêm vui. Cô đừng có ngại chi, cứ ở lại nơi này cho qua lúc ngặt nghèo. Hoàn cảnh của cô không ai nỡ từ chối đỡ lắm. Dạ, nhưng mà tôi đơn chiếc lại là người khác xứ. Ôi, dù ở xứ nào thì cùng chung với một giống nòi mà thôi. Cô à, cô cứ yên tâm ở đây với bà Chính đi. Bà Chính, bà cứ để cho cô ở đây đi. Có khó khăn gì á, cháu sẽ phụ với bà. Thôi, bây giờ cháu về. Dạ, chào cô. Chào cô, tôi về. Chú về nhanh lên đây nha. Trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm á. Dạ. Chú Thiện nói chú làm xã trưởng mà có tư cách ghê chứ. Thấy ai có chuyện khó khăn gì cũng giúp đó. Vậy á, mà có nhiều người mới làm trưởng ấp thôi à. Mà vậy thôi, làm như ông nghè, ông tấm không bằng vậy. Anh là xã trưởng ở đây hả bà? Bộ cô không thấy ông giống mấy ông xã trưởng ở chỗ khác hả? Dạ. Mấy ông kia, ông ném về ông hành bà tỏi chứ đâu phải xã. Mà thôi, nói chuyện người xấu, người tốt ở trên đời này thì biết chừng nào nói cho xong được. Thôi nằm nghỉ đi nha cô, để tôi đi lo do gạo, bắt cho ông miếng cơm. Chắc đói bụng lắm rồi ha. Dạ, dạ để cháu làm cho bà. Thôi, muốn làm rồi để mai khỏe rồi hẳn làm. Tôi sẽ giao hết cho mà làm. Còn bây giờ cô đang mệt thì cô cứ việc nằm đó nghỉ đi để tôi lo cho. Con ơi, mẹ của mình lại được cứu giúp rồi. Thì ra trên đời này, giữa giông tố gió sương cay nghiệt, dành tất toán những tổ ấm chan hòa tình thương của con người. Đừng chút xíu đi. Trời ơi, đã nhắn rồi mà bà mụ vẫn chưa tới. Trời ơi, con đau làm bà cũng đau theo nữa. Ráng đi con, ráng cắn răng chịu chút xíu nữa đi con. Con nhỏ sắp sanh rồi mà. Bà mụ ơi là bà mụ. Tới rồi bà Chính ơi. Chạy lắm. Lẹ lên. Nó sắp sanh rồi. Nó chịu hết muốn nổi rồi. Nhanh đi chút xíu đi. Ôi, cầu cho mẹ tròn con vuông. Dạ. Chú là đàn ông con trai ở ngoài này chứ vô tổng chi. Tôi với bà mụ lo cho nó được rồi. Trời ơi, con cũng quýnh hết trơn. Vậy là cổ xanh rồi. Ôi, con nhỏ coi vậy cho mà xanh dễ ghê vậy đó. Thằng nhỏ coi mặt mày tướng tá ngon lành hết sức vậy đó. Trời ơi, ngon lành lắm hả bà Chính? Giống con lắm hả bà Chính? Vậy? Trời ơi, chú ơi, người ta xanh chứ đâu phải là vợ chú xanh đâu mà chú làm gì mà chú nhảy tửng lên vậy à? Dạ, tại con mừng quá con quên. Dạ, thấy hoàn cảnh của cổ đáng thương như vậy, cho nên con cũng mong cổ sanh được đứa con để mai sau hữu hỷ nương nhờ. Thấy cổ cũng hiền lành mà sao đời bạc phước lắm thay, tuổi còn trẻ mà tình duyên lận đận, con thơ ra đời đã phải chịu cảnh mồ côi cha không chốn nương thân. Trước đây thì gió mưa cổ còn thăm được, bây giờ có con thì không thể sống như xưa.
Tôi tính rồi, cổ phải ở lại đây nè. Tôi sẽ nhận cổ làm con nuôi. Bà chính tính vậy cháu thấy rất hợp. Một già một trẻ lẻ loi nếu mà hợp lại sẽ hết còn hiu quạnh. Tôi chỉ sợ là cổ không chịu thôi. Bà chính cứ mở lời đi, rồi cháu sẽ thêm vô. Cháu tin chắc là cổ sẽ bằng lòng. Dì thử hỏi, với đứa con nhỏ xíu như vậy nè, đi đâu làm gì để sinh sống bây giờ? Ê, đời tôi đã khổ vì một thân một mình. Mà nhìn nó đó, tôi còn thấy nó khổ hơn tôi nữa kìa. Bà chính, bà đừng có buồn nữa bà chính à. Chuyện đã qua lâu rồi. Đúng, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cố quên và không bao giờ nhắc lại. Nhưng khi nhìn hoàn cảnh đứa con gái đáng thương bơ vơ trơ trọi, niềm đau xưa như bóng chốc quay về. Còn trước sân thì tầm bóng trang đôn đồn. Vậy mà khi ước mơ cô rượu thì ấm ra đi bỏ lại tôi có một mình. Nói thiệt với cậu, ngoài nhiều khi tôi vẫn mong tầm. Người ta ước mơ có cái gì cao xa đâu, chỉ mong cái nhà thôi. Vậy mà ông tầm cũng không cho. Hồi chưa lợp nhà xong thì ông còn ở cạnh bên tôi. Tới chừng lộp xong thì ông bỏ tôi thui thủi một mình. Mà tôi không dám bỏ mảnh đất này vì tôi sợ tuổi thân người quốc mà. Thôi bà chính ơi, chuyện buồn đã mấy mươi năm, bà ơi đừng nhắc lại kẻo khóe mắt rưng rưng ngấn lệ đau sầu. Nhưng cảnh hôm nay bà được gặp người đồng cảnh ngộ, cháu nghĩ tuổi già của bà sẽ rơi bớt hoành yêu. Những người thiếu thốn tình thương chia nhau mảnh đất thương yêu, thì rồi ai cũng được yêu thương đón nhận. Bà sẽ không còn hắt hiu bên sông vắng gì. Kể từ nay bà đã có con cháu bên bà. Tôi cũng mong cô nhận lời ở lại. Như vậy thì tuổi già của tôi vui biết mấy. Thôi, cậu ở ngoài này nha. Để tôi vô tôi phụ bà mụ một tay nha. À bà Chính, trời ơi, nãy giờ nói chuyện với bà Chính mà cháu quên. Cái gì? Bà đem mấy bộ đồ này nè, mặc cho đứa nhỏ đi. Mấy bộ đồ này là của mấy đứa con nít nó lớn rồi, nó mặc không có vừa. Cháu xin đem về cho nhỏ nó mặc. Ê, chú thiệt là chu đáo à nha. Giúp thì phải giúp cho đầy đủ chứ. Lúc này cổ chỉ còn trông cậy vào cháu với bà thôi, chứ đâu có còn ai nữa. Lại đây chú cho ăn bánh nè. Ủa, mẹ con đâu rồi? À, mẹ đi chặt củi hả? Ủa, chú Thiện mới vô đó hả? Dạ, lúc này bà Chính khỏe không? Bữa nào cũng ghé vô đây mà làm như lâu lâu mới vô một lần vậy. Mà hãy cậu vô rồi cậu cứ hỏi tôi khỏe không, có câu nào khác hơn không cậu? Dạ, tại ngày nào cũng gặp nên riết hết chuyện để nói. Không biết nói gì bây giờ nên mới hỏi thăm sức khỏe cho dễ vậy mà. Chú nói vậy chứ tôi thấy còn nhiều chuyện để nói lắm đó nha. Ủa, chuyện gì vậy bà Chính? Thì chuyện của chú chứ chuyện gì nữa. Chuyện gì của con vậy bà Chính? Thôi, đừng làm bộ khù khờ nữa mà. Tôi biết quá mà. Hôm qua chú nói gì với nó mà tôi thấy nó cứ than vắng thở dài suốt cả buổi tối vậy à?
Dạ hôm qua cháu có nói, cháu nói là cháu đã thương Hà mấy năm qua nhưng còn chưa dám nói. Nay bé hơn lớn rồi cháu mới mở lời xin hỏi. Rồi con Hà nó trả lời sao? Dạ Hà chỉ lặng thinh rồi lắc đầu từ chối. Vậy là ở trong lòng nó vẫn còn thương người trong giấc số. Dạ cháu đã khuyên chuyện đã qua rồi thì hãy để chôn vùi, hãy làm lại cuộc đời. Hà vẫn còn tuổi thanh xuân. Hay là nó sợ cảnh dưỡng vẻ con riêng. Mấy năm nay bà cũng biết cháu rồi, cháu thương con cổ có khác gì con cháu đâu. Bà Chính, bà làm ơn nói giúp giùm cháu, nói mấy tiếng cho cổ bằng lòng làm vợ của cháu đi bà Chính. Ê, nó lớn rồi, chuyện hôn nhân là nó quyết định cuộc đời của nó chứ. Nhưng không lẽ bà bằng lòng thấy cổ ở vậy hoài sao? Cổ cần có người chồng để lo lắng cho mẹ con của cổ. Một mẹ một con, lúc bình yên thì không sao, nhưng khi gặp bất trắc thì làm sao xoay sở được. Chú nói cũng có lý. Thôi được rồi, để nó về rồi tôi lựa lời tôi nói giùm cho. Dạ cảm ơn bà Chính. Chà, trời sắp chuyển mưa rồi, không biết cổ về có kịp không đi nữa, hay là bị mưa ướt hết. Dính cái mưa đầu mùa này là bệnh liền chứ không có giỡn chơi đâu à. Chà, lo quá ha. Tôi là mẹ nó mà tôi chưa có lo cho nó bằng chú lo nữa à nghe. Cô Hà, cô mới về đó hả? Trời ơi, vậy mà tôi tưởng cô bị mưa ướt hết rồi chứ. Ở trong rừng có một chỗ trú mưa kín lắm, mỗi khi mưa tôi chui vô đó là khỏi sợ ướt hà. Nãy giờ bà Chính mong cô về lắm đó. Má, bữa má trông con lắm hả má? Ai trông rồi đổ thừa cho má đó chứ, chứ má đâu có trông. Con đi rồi con về chứ mong chi. Tôi lộn, không phải bà Chính mong mà là bé Hên mong. Bé Hên hả? Bé Hên ơi! Bé Hên! Nè! Nãy giờ có mong má về không hả? Không có hả? Hồi nãy chú hỏi con gật đầu. Bây giờ má con hỏi con lắc đầu. Mời bì lớn mạng gian rồi, chú nghỉ chơi con ra đó. Thôi thôi, chú Thiện ơi! Trời tạnh mưa rồi đó, chú về sớm đi. Kéo lát nữa mà mưa một trận nữa là đường khó đi lắm đó nghe. Dạ. Bà Chính gì? Còn cái vụ đó con vụ đó là... vụ gì? Cái vụ đó. Được rồi để tôi nói cho. Dạ con cảm ơn bà Chính. Dạ thưa bà Chính, con về. Tôi về nghe cô Hà. Dạ. Chú về nghe bé Hên. Hà con. Gì má? Con nghĩ sao về ý của thằng Thiện đó con? Dạ, con không muốn bước thêm một bước nữa má à. Sao vậy? Con còn trẻ mà, dỗi gì mà từ chối hạnh phúc hả con? Má thấy thằng Thiện nó cũng thật dạ thương con. Sao phước từ đây cũng là việc may, thằng bé sẽ có một người cha, con cũng nhẹ phần lo toan. Con biết anh rất thương con, nhưng con chỉ muốn sống một mình để nuôi dạy con thơ. Cả đời thơ ai
giờ bước sang thuyền, ai nào dám cười chê. Nhưng trong lòng con từ lâu đã người thương, không lập gia đình chỉ ở dậy nuôi con. Má chỉ mong con tìm lại cuộc đời em đẹp, chứ tội tình gì mà phải chịu sống cô đơn. Đó là điều má nghĩ, chứ còn cái chuyện này là do nơi con quyết định mà thôi. Thôi con, vô rửa mặt thay quần áo rồi ăn cơm. Để thằng Hên, má dắt nó xuống ăn cơm. Đi, đi với bà ngoại Hên. Hà. Ủa, anh Thiện, anh chưa về sao? Chưa, cho nên tôi nghe hết lời Hà nói rồi. Anh Thiện, tôi... Hà, Hà ơi, đã mấy năm cắm sâu bén rễ trên mảnh đất này. Lòng dạ của tôi trải theo mưa nắng hai mùa, chẳng lẽ chưa đủ để cho Hà tin tưởng. Hà ơi, nếu không thật sự thương em thì tôi đâu có chờ chờ. Trước ngõ để làm dấu ngày mình quen nhau, đến nay đã ba năm sao em vẫn vô tình. Em tiếc với tôi cả tiếng nói dòng cười, mỗi lần gặp tôi em đều im lặng, chỉ ngượng ngùng chào hỏi đôi câu. Lần tôi muốn nói chuyện riêng với em mà hãy sắp lại thì em cứ kiếm chuyện né tránh. Tôi đối với em như nước cuộn sóng cao, còn em đáp lại tình tôi thì không đầy ly. Ban đầu thì em nói con em còn nhỏ dại quá, chưa dám nghĩ đến chuyện bước thêm. Khi con em biết chạy nhảy rồi thì em hẹn, đợi ngày nó biết bi mô nói chuyện. Bây giờ khi nó líu lo như chim sáo thì em lại thốt câu không chịu. Nói đi thì cũng phải nghĩ lại, ngày con em ra đời có mặt tôi lo cho nó có khác gì như tôi là cha ruột của nó không? Anh Thiện à, tôi biết anh rất tốt với mẹ con tôi, nhưng xin anh cho tôi thêm thời gian suy tính. Chắc em muốn đợi tới ngày tóc trắng mới chịu kết nghĩa tình để cùng chết một lượt hay sao? Anh Thiện à, ân nghĩa của anh mẹ con tôi không bao giờ quên. Nhưng Còn về chuyện kết thân thì xin anh thông cảm, chờ Hà một thời gian ngắn nữa. Tôi sẵn sàng chờ đợi, nhưng Hà cũng phải cho tôi biết là thời gian chờ đợi của tôi sẽ kéo dài bao lâu nữa chứ. Anh Thiện, có những thời gian chờ đợi mà người ta không thể nào tính trước được đâu. Anh thông cảm cho Hà. Nè, tất cả bà con để ý nha, nhớ gặp ai có cái gương mặt á giống cái hình này á thì phải báo cho mọi người trong làng mình biết, và không được chứa chấp hắn là một tên tù vừa cục á. Hình anh Hải đi mà, anh Hải đã trốn, đi tìm mình.
Cô Hà, cô đi chợ đó hả? Dạ. Trong những ngày này nhớ đừng có đi sâu vô rừng nha cô. Với lại khi trời tối nhớ để ý đóng cửa nẻo cẩn thận. Tên tù vượt ngục này rất là nguy hiểm. Làng lính nói hắn là lẫn trốn ở đâu đây nè, ở trong vùng này nè. Tại vì hắn đang bệnh nên chắc chắn không đi xa được. Cô nhớ nghe không? Dạ, tôi nhớ rồi. Xin phép anh tôi đi. Lại cũng nó, mấy năm rồi mà nó vẫn chưa chết sao? Ghe của mình đến đây lại hư, thiệt là xui xẻo. Tên tù vượt ngục này nguy hiểm lắm đó. Làng lính nói hắn đang lẫn trốn ở đâu ở trong vùng này nè. Tại vì hắn đang bệnh, chắc không có đi xa được. Lại trời xin dung rủi cho ảnh đến đây với con tôi. Nếu có mặt trong vùng này thì anh sẽ trốn ở đâu? Đúng rồi, chỗ mà mình thường trú mưa. Đúng rồi. Hà ơi, Hà ơi, con đâu rồi hả? Gì đó bà Chính? Ủa, trời sắp tối rồi chú còn đi đâu vậy? Dạ, có cái thằng tù vượt ngục về vùng này. Cháu ghé vô đây để dặn gia đình coi cửa nẻo cẩn thận vậy mà. Vậy mà con Hà nó đi đâu mất biệt không biết nữa. Ủa, cổ đi đâu vậy bác? Tôi cũng không biết nữa. Thôi, bác vô nhà đóng cửa lại đi, để cháu kiếm Hà cho. Chú đi, chừng nào gặp chú cho tôi hay nha chú. Dạ. Có ai ở trong đó không? Tôi không phải là làng lính đâu, tôi chỉ là dân thường thôi. Có ai không? Có lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Trời ơi, đúng là em rồi mà. Gặp nhau em ngỡ là mơ. Từ khi hai đứa phân ly, năm tháng vẫn chưa phôi phai. Mm-hmm.
cho xuân ấm tràn về. Hỡi ơi, chất tiên thử thân của đôi ta đã làm trời cao đóng lòng trách ân. Gặp lại giữa nơi trời nước mênh mông ít dấu chân người. Khi biết được tin có kẻ trước ngủ tù, trong thâm tâm em bồi hồi thấp thường, em chỉ nghĩ rằng người đó chính là anh. Anh biết giờ thủy chung, dù gió cuốn sóng đưa thì em vẫn kiên tâm chờ đợi. Không chỉ có em ngày đi chờ đợi, mà con của hai ta cũng chờ đợi cha mình. Em nói sao? Còn một đứa con cũng mong gặp cha mình. Không lẽ phải tình yêu của mình đã kết qua kết trái, hiện an ủi cho em là đứa con trai 3 tuổi của mình. Trời ơi, trời ơi, vậy là thời gian qua vợ tôi phải chịu muôn vàn cay đắng. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi sống như mẹ con em, em sẽ đưa anh về nhà để lỗ thân tôi. Đừng, đừng em. Anh không muốn gây thêm sóng gió cho cuộc sống yên bình của mẹ con em. Anh là chồng em chờ đợi anh là để sum họp vợ chồng. Làm sao em phải để anh phải chịu đớn đau vì bệnh tật được chứ? Về nhà với em, về nhà với em đi. Hiện em đang sống với má nuôi, má rất hiền. Nếu biết hoàn cảnh của mình, chắc má thương lắm đó. Đi anh. Nhưng còn làng lính thì sao? Anh đừng lo, nơi đây xa xôi hẻo lắm, làng lính ít ghé đến lắm. Vợ chồng mình sẽ được yên ổn trong hạnh phúc âm thầm mà. Đi. Bệnh anh không thể để lâu được đâu. Đi anh. Cô Hà, thì ra cô đã nói dối. Chồng của cô không có chết mà là tên tù vượt ngục. Anh Thiện, đừng yên. Cô đừng mong giáng sinh gì nữa cả. Tránh ra để tôi làm bổn phận bất phạm nhân. Anh Thiện, xin thương tình người hoạn nạn trăm phải mang tội giết người mà nào phải do mình, chỉ bởi tiên thị phi mối hận khó nuốt như trôi, nên tìm cách trốn đi ngờ đâu vừa nơi này lại trùng cùng vợ con. Thật lòng thank you.
từ lâu không liền canh mà không dám cất tiếng kêu sầu lẻ bàng. Chỉ tầm mong ước khói sương tan cho bến xưa tìm lại bóng con đò. Đời như bóng hoàng hôn phủ mặt sóng buồn, cứ lầm lũi lê thân khốn khổ bước theo ánh đèn đom đóm xa xa. Dù ánh đèn kia chợt hiện chập chờn nhưng mắt chẳng dám rời vì đó là niềm hy vọng. Và cũng từ khi yêu thương anh mà đời em lại càng trôi nổi lên trên. Trời ơi, tôi có nên tin hay không? Họ là một cặp vợ chồng bất hạnh, hay một tên sát nhân nguy hiểm và một thiếu phụ quen thôi sống lọc lừa. Anh Thiền, tôi biết anh đã bây giờ tôi tạm tin hai người, tôi sẽ không giao cho làng, nhưng phải nghe lời tôi về lánh tại nhà bác chính hàng thuốc cho hết bệnh đặng. Nếu sau này tôi tìm hiểu ra chồng cô bị oan ức, tôi sẽ tìm cách giúp cho. Cảm ơn anh. Anh Thiện, tôi không phụ lòng tin của anh đâu. Anh không phải giúp cho một kẻ giết người đâu, tôi là người lương thiện mà. Thôi, chuyện đó sẽ tính sau. Cô Hà, dìu chồng cô về đi. Cô kia má đỏ hồng hồng, dừng chân anh hỏi có chồng hay chưa. Có chồng mặc kệ có chồng, lỡ thương anh cũng giết chồng em luôn. Ông tránh ra cho tôi đi. Đời của anh không biết tránh ai hết. Anh gặp gì trước mặt là anh cũng càng luôn. Ông, xin ông làm ơn để cho tôi về, trễ rồi mà. Về chi gấp vậy cô em? Cho anh hỏi nhà của em ở chỗ nào đâu. Nhà của tôi ông hỏi mà làm chi, để khi có dịp rảnh rang anh ghé lại trao đổi tâm tình với cô em dịu hiền. Ông đã lớn sao còn đem những lời lẽ lố lăng tuốt ra đầu môi để mà trêu ghẹo tôi chứ. Tôi là thiếu phụ đã có chồng và con mọn. Em đã có chồng, anh thương anh cũng bồng. Nè, ông cản đường tôi hoài, tôi la lên bây giờ đó. Làm cái gì la? Anh nói chuyện đàng hoàng chứ có khiếp em đâu mà la. Ừ, lại đây mà. Đứng gần nói chuyện chút xíu coi. Làm gì đứng xa quá vậy? Ê, 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 làm gì đó mày? Ê, bộ chọc kẹo vậy bà phải không mày? Đâu có, đâu có chọc kẹo. Tôi chỉ hỏi thăm chứ bộ. Cô à,
Thôi cô về nhanh đi. Dạ cảm ơn bác. Tôi hỏi thăm chứ bộ, làm gì ông không cho tôi hỏi thăm. Ở đâu còn chọc ghẹo đàn bà con gái được. Chứ xuống với miệt này mà mày dở cái trò đó chừng gái gọng nghe con. Thấy tao không có chồng tính nhào vô kiếm ăn hả con? Khó lắm con ơi. Ông già này ông nói cái gì cả? À, ông nói cái con nhỏ đó không có chồng. Ê! Không có chồng vậy thì ngon rồi. Hôm nay má thấy mặt mày con bớt khóc hát nhiều rồi đó. Dạ, cũng nhờ má hết lòng lo từng miếng ăn giấc ngủ, cho nên con mới qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Sốt rét mà không trị sớm thì nguy hiểm lắm nghe con. Bây giờ thì coi như là tai nạn qua hết rồi đó. Vợ chồng con cái sum họp như vậy là mừng lắm rồi. Má à, nhưng mà con còn lo lắng quá má. Con còn lo cái gì nữa? Má à, con sợ người ta biết được thì chồng con không có được yên thân đó má. Ôi hời đâu mà con lo. Ở Hiền thì gặp lành thôi à, cũng như hai đứa con vậy nè. Hai đứa đang cách biệt, tưởng chừng ngày gặp lại sẽ kéo dài vô tận. Nhưng dường như là số phận đã hết hồi lận đận, nên đời mới nốt nhịp cầu cho hai con kết lại cuộc đời. Như má đây bao ngày tuổi già quạnh hiu, cũng nhờ mang lòng tự tâm trên nay mới được ban cho một nhà rộn ràng niềm vui, trai trai đủ đầy ấm. Đức ơn bao bọc như biển rộng, làm sao ta được nghĩa ơn. Nói chi ơn nặng mẹ dân, từ nay bông hoa mai trắng chở che đồng bọc mẹ con mình có nhau. Thì ra là nó. Nó mà được tự do thì mình ăn không ngon, ngủ không yên được. Được, mày phải trở lại lao tù nghe con. Gia đình em mắng quá hả? Ai? Ai phá cửa nhà tôi vậy? Hả? Thì ra là ông. Má, ông này hồi chiều cứ lẻo đẻo theo chọc kẹo con hoài hả? Bây giờ, ông còn tới nhà mình nữa đó má. Ủa? Mới nghe giọng đàn ông đây mà sao bước vô nhà thấy em ru vậy? Thằng tù đó đâu rồi? Mày, chính mày, tao đã nhận ra mày rồi. Nhận ra rồi hả? Đúng, đúng ra trời có mắt. Tao không tìm mày thì mày cũng tự tới đây. Cái thân bệnh hoạn ốm đói mà lớn giọng dữ. Bây giờ thì mày đừng mong sống sót nữa. Tao sẽ giết mày. Mày là thằng tù vượt ngục thì không ai thương xót đâu con. Giết mày rồi tao còn được lãnh thưởng nữa đó. Trời ơi, bỏ người ta. Cấp mày lên bây giờ. Thì ra chính mày đã hại chồng tao trước đây. Con vợ trước của nó tao giết rồi. Bây giờ tới lượt mày là con vợ sau, tao cũng giết luôn. Thằng khốn nạn. Không, không được giết chồng tao. Thằng sát nhân, bây giờ mày đã tội. Mày giết vợ tao, tao giết mày. Tao sẽ cho mày chết không vợ mày. Tao giết hết cả cái nhà này. Tất cả dừng lại. Trời ơi. À, đừng kìa. Anh ơi, đừng, đừng giết chồng tôi. Đừng, đừng giết chồng tôi. Uống tao ra. Dừng lại. À, đừng có nghe tôi nói không. Tụi bay giết cả. Trời ơi. Chú Thiện. Chú Thiện ơi, chính tôi, chính tôi đã giết nó. Chính tôi giết nó mà. Ông xã trưởng, đây có phải là thằng tù vượt ngục không?
Tôi nghĩ chắc là nó. Vì dân trong xã tôi đâu có thiếu ai đâu nè. Nhưng bây giờ mặt mày nó như vậy làm sao biết đâu mà nhận diện. Ông cứ làm tờ trình là nó đã chết rồi, khỏi phải lùng kiếm nữa. Chưa có thây ma nào lọt xuống nước mà không bị cá rỉa nát mặt đâu. Được rồi, nếu ông xác nhận đây là thằng tù thì chúng tôi khỏi phải tìm nữa. Xóa tên nó khỏi danh sách truy nã luôn. Phiền ông chôn xác nó giùm tôi nha. Được rồi, chuyện đó để tôi lo. Các ông cứ về đi, anh em lo chôn cất nó cho đàng hoàng. Kể từ nay chồng cô được yên thân rồi đó. Cứ ở đó mà tạo dựng gia đình. Chúc cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng giờ chồng em cũng tính rồi, chúng em sẽ dẫn con đi để tránh sự liên lụy đến má và anh. Cô Hà, bé Hên, lại đây cho bà ngoại hôn một cái nữa đi con. Giỏi quá, cháu ngoại của bà giỏi quá. Hai con ráng nuôi cháu ngoại má cho nó mập nghe. Dạ, má ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nha má. Hai con sẽ sớm về thăm má. Anh Hải và Hà đi đường bình an nha. Cảm ơn anh. Vợ chồng em mang ơn anh nhiều lắm. Thôi, tụi bay đi đi, đừng có bệnh rỉnh hoài, má chịu không nổi đâu. Má, thưa má, vợ chồng